Trong ngày 31 tháng 1, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã chủ trì hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020 và công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Năm 2019, tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, số dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực như cúm A, tả, bại liệt, sốt xuất huyết, sởi. Tại Việt Nam nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng, trong năm 2019, không ghi nhận sự xâm nhập của các bệnh nguy hiểm mới. Một số bệnh dịch lưu hành cụ thể như bệnh sởi, sốt xuất huyết, ho gà tiếp tục được khống chế, kiểm soát kịp thời. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo đã triển khai công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn tỉnh. Theo thông tin từ ngành y tế, tính đến ngày 30 tháng 1 đã ghi nhận 9.807 trường hợp mắc bệnh tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã có 213 người tử vong vì bệnh trên. Tại Việt Nam, hiện đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với chủng virus corona. Tại tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 31 tháng 1 chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh trên. Tuy nhiên, do vấn đề di chuyển của người dân về quê ăn Tết Nguyên đán và cũng là địa phương có số đông sinh viên từ nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc và các tỉnh đang theo học, nên nguy cơ xuất hiện bệnh là rất cao. Trước thực tế trên, ngày 30 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ thị số 01 về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng cúm mới của virus corona gây ra. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo đã tập trung triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh với mục tiêu xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. Theo đó, các tình huống giả định có thể xảy ra đã được lên phương án xử lý cụ thể. Đối với trường hợp mắc hoặc nghi nhiễm bệnh sẽ được chuyển đến trực tiếp một trong 4 cơ sở y tế trong tỉnh, gồm Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Gang Thép, Bệnh viện C và Bệnh viện A Thái Nguyên để có phương án điều trị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở người nói chung, đặc biệt là bệnh do chủng virus corona, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, nhân lực để phục vụ người bệnh, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến dịch bệnh. Sở Thông tin Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương tuyên truyền, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin liên quan đến dịch bệnh trên. Đối với Đại học Thái Nguyên, các khu cụm công nghiệp cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra nhằm ngăn chặn nguy cơ phát dịch và phát hiện kịp thời ổ dịch nếu có. Các địa phương có kế hoạch về kinh phí nhằm chủ động ứng phó kịp thời đối với các tình huống có thể xảy ra. Đối với các địa phương có lễ hội đầu năm cần xem xét tình hình thực tế và có phương án kiểm tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch, đồng thời tuyên truyền người dân hạn chế tối đa tiếp xúc nơi đông người và khuyến cáo người dân tăng cường công tác chủ động phòng chống dịch bệnh. Trước những diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, ghi nhận của phóng viên tại một số nhà thuốc ngày 31 tháng 1 cho thấy, mặt hàng khẩu trang y tế chống khuẩn khan hiếm, nhiều nơi tăng giá cao hơn, người dân gặp khó khăn trong việc mua mặt hàng này. Cụ thể, tại cổng các bệnh viện, các nhà thuốc tư nhân, thậm chí là nhà thuốc của các bệnh viện cũng xảy ra tình trạng khan hiếm khẩu trang do nhu cầu mua của người dân tăng cao. Giá hôm nay bác đi mua khẩu trang, thấy giá khẩu trang thế nào? Giá khẩu trang hôm nay lên giá. Tiền 250.000. Có tăng giá hơn thường ngày không ạ? Thấy bảo tăng giá hơn. Nhu cầu khách hàng rất là cao. Nhưng mà hiện tại thì nhà thuốc không đủ để cung cấp cung ứng cho khách hàng. Lý do thứ nhất là do đầu buôn người ta không giao cho mình và có giao thì giá rất là cao. Thành ra là bán ra ngoài thị trường với giá rất là đắt. Khẩu trang bây giờ thì giá thường thường dao động cũng phải là 70-80.000 hoặc trên 100 hoặc gần 200.000 một hộp. Việc trang bị khẩu trang cho thấy người dân đã tích cực chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh cũng như chống lây lan các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp ra cộng đồng. Tuy nhiên, các dấu hiệu găm hàng tăng giá trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh rất cần được xử lý kịp thời. Ngày 31 tháng 1, đội kiểm tra liên ngành gồm Sở Y tế, Quản lý Thị trường và Sở Công Thương đã đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược phẩm. Theo ghi nhận, tại các cơ sở kiểm tra, lượng khẩu trang y tế còn rất ít, nhiều cửa hàng đã treo biển hết hàng. Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu các cơ sở ký cam kết không lợi dụng tình hình để gom hàng, bán hàng nâng giá nhằm trục lợi. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh lập tức niêm yết giá và bán ngay ra thị trường số khẩu trang hiện có, cũng như cam kết bán hàng đúng giá đã niêm yết và hàng hóa phải có đầy đủ chứng từ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng. Liên quan đến thông tin đăng tải vào trưa 31 tháng 1 trên tài khoản Facebook cá nhân có nickname Ngô Thị Trang về việc Bệnh viện C Thái Nguyên hiện có 3 bệnh nhân bị nhiễm virus cúm corona đến từ Vũ Hán, Trung Quốc. Ngay trong chiều cùng ngày, đoàn công tác của Sở Thông tin Truyền thông đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện C để xác minh thông tin.
Qua xác minh cho thấy, hiện nay tại bệnh viện C chưa phát hiện, tiếp nhận và điều trị trường hợp nào nhiễm bệnh viêm phổi cấp chủng mới của coronavirus. Đây là thông tin xuyên tạc sai sự thật, phản ánh không đúng tình hình dịch bệnh, gây hoang mang dư luận. Hành vi đăng tin thất thiệt không đúng sự thật với mục đích về tình hình dịch bệnh để câu like sẽ bị xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng theo Nghị định 174 ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Hiện Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền thành phố Sông Công triệu tập đối tượng phát tán thông tin sai sự thật, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt đến thời điểm này, do chưa có thuốc điều trị đặc dụng và vaccine phòng bệnh, nên công tác phòng chống dịch đang được cả nước tập trung triển khai, đối phó, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 30 tháng 1, cả nước có 5 người nhiễm virus corona, trong đó có 1 trường hợp đã được chữa khỏi. Ngoài ra còn có 32 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi điều trị, chờ kết quả khẳng định. 65 trường hợp nghi ngờ đã được xét nghiệm loại trừ, 43 trường hợp tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh đang được theo dõi, giám sát. Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, để chủ động trong công tác phòng chống dịch, bệnh viện đã xây dựng phương án đề phòng khi phát hiện các bệnh nhân lây nhiễm, đặc biệt là với những bệnh nhân có biểu hiện viêm đường hô hấp, từ đó kịp thời thu dung, cách ly và điều trị, không để dịch bệnh lây lan. Khi bệnh nhân đến chỉ cần nói là ho, sốt, khó thở thì chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đi theo một cái hành lang riêng về phòng khám truyền nhiễm. Và tại phòng khám truyền nhiễm nếu mà nghi ngờ thì bệnh nhân được đưa lên một cái xe cấp cứu đỗ ngay ngoài cửa và đưa thẳng về khoa bệnh nhiệt đới. Không qua các phòng khám khác, không tiếp xúc với bệnh nhân khác để đảm bảo thấp nhất cái tỷ lệ mà có thể lây lan. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh do virus corona gây ra, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành các văn bản chỉ đạo tập trung phòng chống dịch bệnh, trong đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân cùng vào cuộc. Đối với ngành y tế, cơ quan thường trực của ban chỉ đạo cấp tỉnh cũng đã tập trung bám sát diễn biến, xây dựng các phương án phòng chống dịch, đồng thời chỉ đạo bệnh viện các tuyến chủ động sẵn sàng khi có dịch xảy ra. Riêng đối với ngành y tế, cơ quan thường trực của ban chỉ đạo cấp tỉnh cũng đã xây dựng phương án chuẩn bị tốt các điều kiện để kịp thời phát hiện, thu dung, cách ly bệnh nhân. Cùng với đó, trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua, ngành y tế đã thành lập các đoàn công tác tiến hành kiểm tra tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Đến nay thì ngành y tế cũng đã phối hợp với lại Đài Truyền hình Thái Nguyên, phối hợp với lại báo Thái Nguyên và trung tâm thông tin của tỉnh để phát những cái nội dung tuyên truyền cũng như là hướng dẫn người dân để chúng ta có cái biện pháp để tự bảo vệ phòng tránh cho chính cá nhân, và cũng khuyến cáo người dân chúng ta cũng không nên quá lo lắng mà chúng ta phải chủ động, khi mà phát hiện thì báo ngay về các cái cơ sở y tế gần nhất để chúng tôi có cái sự phối hợp để kiểm tra, phối hợp để làm sao để hạn chế mức thấp nhất cái việc lây lan ra cộng đồng. Trong những ngày qua, công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới đã được cả nước nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin sai lệch về căn bệnh này khiến người dân hoang mang. Do đó, việc tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân về bệnh và cách phòng chống dịch bệnh là đặc biệt quan trọng. Hiện nay thì qua theo dõi, thì trên một số cái phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có mạng xã hội, Facebook, Zalo, thì cũng đã xuất hiện một vài những cái trường hợp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là theo chúng tôi đánh giá là chưa chính xác. Hiện nay thì tôi đang cho các cơ quan chuyên môn của cơ quan, các bộ phận chuyên môn đi kiểm tra, xác minh cụ thể những thông tin đó, với tinh thần rằng là sẽ xử lý thật sự nghiêm túc với những người mà thông tin không chính xác. Tinh thần là quyết liệt hơn, có giải pháp đồng bộ, chống dịch xuyên quốc gia, hệ thống chính trị vào cuộc và có biện pháp mạnh tay để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, không để Việt Nam rơi vào vùng xoáy của dịch này. Đó là chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm này. Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mỗi người dân Thái Nguyên cần nâng cao nhận thức về bệnh và phòng chống dịch bệnh. Có như vậy mới hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Ngay sau khi có công văn chỉ đạo của các cấp ngành về việc phòng chống dịch bệnh do virus corona và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này,
Hiện nhiều trường học trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng phương án, chủ động trong việc khai thác các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Phản ánh của phóng viên thời sự tại thành phố Thái Nguyên. Sau khi nhận được công văn chỉ đạo từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng virus corona gây ra, trường Trung học phổ thông Gang Thép đã triển khai đến từng lớp học và các cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Qua đó, giúp các em hiểu rõ hơn về dịch bệnh, cũng như có những biện pháp để phòng chống dịch bệnh, tránh lây lan trong trường học. Sau khi cô giáo triển khai thì em biết là bệnh do cái virus này gây ra có thể nguy hiểm đến tính mạng. Và phòng chống chúng thì sau khi em phải đeo khẩu trang thường xuyên, này, giữ ấm cơ thể, và sau phải rửa tay thường xuyên với xà phòng. Khi hắt hơi thì phải che miệng bằng khăn để hạn chế do vi khuẩn gây ra. Nhà trường cũng đã tiến hành đó là nhắn tin trên hệ thống VnEdu tới tất cả các giáo viên, học sinh nhà trường và đồng thời là phụ huynh nhà trường về cái công việc phòng chống như thế nào. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo là bộ phận văn phòng là tăng cường công tác vệ sinh môi trường xung quanh cái khu vực trường, kiểm tra lại nguồn nước, kiểm tra cái hệ thống vệ sinh an toàn thực phẩm ở khu vực căng tin nhà trường. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng virus corona gây ra, hiện trường mầm non Đồng Quang cũng đã tiến hành phun khử trùng, vệ sinh các lớp học, phòng chức năng, các đồ chơi, dụng cụ học tập để phòng ngừa các bệnh hay mắc vào mùa xuân nói chung và dịch bệnh viêm phổi cấp nói riêng. Chúng tôi cũng đã trong ban giám hiệu thường xuyên cập nhật các thông tin để nắm bắt cũng như là triển khai kế hoạch đến cho giáo viên. Các đồng chí cán bộ giáo viên đều nắm bắt được và để là cùng phối hợp tuyên truyền với phụ huynh. Và đặc biệt là đối với nhà trường thì có công tác bán trú, tổ chức ăn bán trú cho các con thì cũng phải là quan tâm đến về cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, bếp ăn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các trường học trên địa bàn toàn tỉnh tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Khi học sinh có biểu hiện sốt, nghi dịch bệnh, nhà trường đề nghị phụ huynh theo dõi và đưa đến bệnh viện thăm khám kịp thời, đồng thời cho học sinh nghỉ học để theo dõi, tránh lây lan virus corona. Hiện nay thì cái tình hình là chúng tôi cũng đã đi kiểm tra thì thấy rằng là các đơn vị trường học cũng đã triển khai tốt cái chỉ đạo của ngành cũng như là các chỉ đạo của cấp trên liên quan đến phòng chống dịch viêm phổi cấp này. Và chúng tôi thì có đề nghị là các nhà trường tiếp tục tuyên truyền cũng như là cũng yêu cầu các học sinh là khi đến trường là đeo khẩu trang để đảm bảo cái việc giữ gìn sức khỏe cũng như là đảm bảo cái việc phòng chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi do virus corona gây ra, điều mà các nhà trường mong muốn là có sự phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn chi tiết về công tác phòng chống dịch bệnh do chủng virus mới corona gây ra của các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành y tế, để có những khuyến cáo kịp thời với giáo viên và học sinh. Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có biểu hiện ban đầu tương tự như bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở. Bệnh lây truyền qua tiếp xúc với nước bọt của bệnh nhân khi ho, hắt hơi. Bệnh nhân bị viêm đường hô hấp cấp sẽ dẫn đến viêm phổi và suy đường thở, nguy cơ tử vong cao. Bệnh hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì thế, việc điều trị vẫn dựa trên phòng bệnh và phát hiện điều trị triệu chứng. Vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo người dân để phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, tăng cường thông khí nơi làm việc và nhà ở, thường xuyên lau nhà, tay nắm cửa, bề mặt các đồ vật bằng chất tẩy rửa, tập thể dục để tăng cường sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc người có biểu hiện cúm. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến các cơ sở y tế để khám và xét nghiệm. Người có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh không nên đi du lịch và đến nơi đông người.